cỏ màn trời các bạn, phun nước xả không sao nhé. Chỗ này không phun nha các bạn. Phun cỏ mà chết nha, tận rễ nha, mà xả không sao nha. Các bác vừa xem video đó là sản phẩm Samsilat nha, thuốc trừ cỏ phun tận rễ nha, phun một lần là không lên. Chai này 900ml, chúng ta pha cho 200 lít nước, phun càng kỹ càng tốt. Chúng ta phun kỹ từ trên xuống dưới thì cỏ nhận đủ thuốc và sẽ lưu dẫn đến tận rễ nha các bạn. Diệt trừ tất cả loại cỏ khó trị nha, cỏ cao hơn mét vẫn hiệu quả, đặc trị cỏ màn trầu, cỏ thải lai, cỏ chỉ, cỏ chĩ, kể cả cỏ gấu nha, những loại cỏ khó trị nhất. Đây là hoạt chất rất là cao các bạn nha, Samsilat thành phần của nó đây 200 SL, hoạt chất này cao nhất hiện nay và phụ gia rất đặc biệt nhé, có phụ gia diệt cả hạt cỏ nha các bạn, làm cỏ lâu lên. Để chúng ta phun một lần thì nó lâu lên nha. Bác nào mà phun thuốc cỏ mà chưa hiệu quả, chúng ta có thể hỏi mua sản phẩm này, có bán tại shop Adilite. Các bác mua hàng thì các bác liên hệ số điện thoại là 0967 80029, đó số Zalo nha, chúng tôi sẽ nhắn tin và hướng dẫn các bạn cách thức mua hàng. Cảm ơn các bác.